Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đến với chương trình thời sự buổi 19 giờ 45 phút thứ ba ngày 13 tháng 2 năm 2024, tức mùng 4 Tết Giáp Thìn của Đài Phát Thanh Truyền hình Ninh Thuận. Nhân dịp năm mới Giáp Thìn 2024, thay mặt những người thực hiện chương trình, kính chúc quý vị và các bạn dồi dào sức khỏe, hạnh phúc, an khang thịnh vượng. Chương trình thời sự tối nay sẽ có những nội dung chính sau đây. Ninh Thuận phát triển nghề sản xuất nước mắm truyền thống. Nông nghiệp Ninh Thuận một năm vượt khó. Hôm nay mùng 4 Tết, các chợ siêu thị mở cửa phục vụ người dân. Động lực từ giải ngân vốn đầu tư công và một số nội dung đáng chú ý khác. Bây giờ là nội dung chi tiết. Sau gần 3 năm thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 14, nhiệm kỳ 2020-2025, tiềm năng lợi thế các nhóm ngành kinh tế biển được nhận diện sâu kỹ và khai thác hiệu quả. Tốc độ tăng trưởng bình quân kinh tế biển đạt 12,45% một năm, đóng góp 41,56% vào GRDP của tỉnh. Nhằm tiếp tục hiện thực hóa các mục tiêu phát triển kinh tế biển trở thành động lực phát triển theo nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 14, bám sát quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Trong thời gian đến, tỉnh chủ động rà soát bổ sung quy hoạch các chính sách về kinh tế biển theo hướng liên kết phát triển bền vững, tạo điều kiện thuận lợi để huy động các nguồn lực trong và ngoài nước cho đầu tư xây dựng hạ tầng, phát triển khoa học công nghệ, nguồn nhân lực và chuyển giao tri thức về biển, bổ sung quy hoạch các đô thị ven biển, rà soát điều chỉnh và xây dựng đồng bộ các chiến lược quy hoạch, kế hoạch liên quan đến biển, đảo, theo hướng quản lý tổng hợp phù hợp với hệ sinh thái biển, bảo đảm sự gắn kết hài hòa, đồng bộ giữa bảo tồn và phát triển các vùng đất liền, vùng ven bờ, vùng biển, hải đảo của tỉnh và các tỉnh lân cận. Thưa quý vị và các bạn, với ẩm thực Việt, nước mắm được xếp vào hàng tuyệt phẩm gia vị, là quốc hồn quốc túy, gắn liền với đời sống của người Việt bao đời nay. Ở Ninh Thuận, nghề chế biến nước mắm song hành với nghề đánh bắt hải sản của ngư dân vùng biển. Cùng với nước mắm Phú Quốc, Phan Thiết, Nha Trang, nước mắm Ninh Thuận được người tiêu dùng trong nước biết đến như một đặc sản của vùng đất đầy nắng và gió. Phóng sự sau đây, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu về nghề sản xuất nước mắm truyền thống trên địa bàn tỉnh. Là thế hệ thứ ba làm nghề sản xuất nước mắm, anh Uy luôn tự hào về nghề truyền thống của cha ông để lại, bởi nghề sản xuất nước mắm đã nuôi nấng biết bao thế hệ cư dân vùng biển Cà Ná. Sau khi học xong đại học chuyên ngành quản trị kinh doanh, anh Uy quyết tâm về quê làm nước mắm truyền thống và lấy thương hiệu Chi Ninh. Đối với cả nước mình không nói rồi, nước ngoài nữa, người ta về biết ở Việt Nam mình có một làng nghề truyền thống nước mắm tại Cà Ná. Mỗi năm, Cà Ná khai thác khoảng 30.000 tấn cá cơm, đảm bảo nguyên liệu cho 59 hộ sản xuất nước mắm hoạt động. Những thùng chứa cả tấn cá cơm trộn lẫn với muối, quán thể, thương diêm, nguyên chất đem phơi nhiều tháng dưới cái nắng như sang của vùng cực Nam Trung Bộ đã tạo nên hương vị nước mắm Cà Ná không trộn lẫn vào đâu được. Người dân ngoài Bắc em thì họ hay ăn cái nước mắm của Cà Ná này, mà nhất là Trần Văn Hưởng này. Em hôm nay em tiện em ghé vào để mua về vừa nhà ăn và vừa làm quà biếu cho khách hàng. Đấy là mình cảm thấy cái hương vị và cái chất liệu của nước mắm đây rất là sạch và ngon. Cũng như Cà Ná, nghề làm nước mắm truyền thống ở Đông Hải được làm từ cá cơm và muối. Cá và muối sẽ được trộn thật đều với nhau theo tỷ lệ 3 cá, 1 muối. Khi bể đầy, người làm mắm phủ một lớp muối lên trên và ủ chượp cho chặt, sau đó đảo trộn liên tục cho cá chín. Trong quá trình sản xuất, mỗi gia đình sẽ có một bí quyết riêng để cho ra nước mắm ngon. Đến bây giờ thì mình sẽ có những cải tiến nó làm cho cái nước mắm ngon hơn, bởi vì mình có nghiên cứu về áp dụng về cái sự quy trình để tăng độ đạm của nó. Là một trong 4 ngư trường trọng điểm của cả nước, hàng năm ngư dân Ninh Thuận đánh bắt khoảng 120.000 tấn. Ninh Thuận còn là một trong những vùng sản xuất muối chất lượng nhất cả nước. Muối ở Ninh Thuận khá sạch, độ mặn cao, rất thích hợp để làm nước mắm. Nguồn cá cơm dồi dào, rượu muối trắng tinh khiết giúp người dân Ninh Thuận duy trì và phát triển nghề làm nước mắm truyền thống. Hiện nay toàn tỉnh có 69 cơ sở sản xuất nước mắm, sản lượng đạt hơn 28,3 triệu lít nước mắm, tập trung chủ yếu ở Cà Ná, Đông Hải, Khánh Hải, Mỹ Tân. Nghề làm mắm thì cũng đã có từ lâu đời rồi, từ thời ông bà nội đến ba mẹ. Bây giờ tới thế hệ mình thì mình cũng cố gắng duy trì và phát triển để mà đưa cái sản phẩm của gia đình và của nghề biển nói chung là đi đến những cái thị trường trong toàn quốc. Nếu như trước đây người dân làng biển chỉ chú trọng đến sản xuất nước mắm, chưa quan tâm đến thương hiệu, mở rộng thị trường, thì nay các cơ sở sản xuất nước mắm đã cùng ngành chức năng và chính quyền địa phương đẩy mạnh xây dựng quảng bá thương hiệu để phát triển nghề sản xuất nước mắm Ninh Thuận. Chính quyền địa phương luôn tạo điều kiện và quan tâm đối với những cái làng 5 chủ thể là về cái nước mắm là đạt chuẩn 3 sao. Thì cái này là một cái động lực để thúc đẩy nhằm cái đưa cái nước mắm lên một cái tầm cao mới về cái mẫu mã, chất lượng và cái tìm kiếm cái nguồn thị trường mới. Tết đến xuân về, trồng mâm cỗ đầu năm của người Việt không thể thiếu hương vị nước mắm đậm đà như một nét văn hóa ẩm thực lâu đời không thể tách rời trong cuộc sống của người dân Việt. Để rồi những ai đi xa cũng nhớ da diết hương vị nồng nàn của biển khơi. Chuyển sang những thông tin trên lĩnh vực nông nghiệp, năm 2024 tỉnh Ninh Thuận đạt mục tiêu phấn đấu giá trị gia tăng ngành nông lâm thủy sản tăng từ 4 đến 5%. Chuyển đổi cơ cấu cây trồng 1.300 hectare theo hướng hiệu quả kinh tế cao, tiết kiệm nước, diện tích đất nông nghiệp công nghệ cao tăng thêm 200 đến 220 hectare. Để đạt mục tiêu đề ra, tỉnh Ninh Thuận tiếp tục đẩy mạnh thực hiện đồng bộ hiệu quả, cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng bền vững, thích ứng biến đổi khí hậu, phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp số, nông nghiệp thông minh, liên kết chuỗi giá trị hướng đến xuất khẩu các sản phẩm lợi thế. Triển khai hiệu quả đề án phát triển chăn nuôi theo hướng an toàn, hiệu quả, có giá trị kinh tế cao, tăng tỷ trọng các vật nuôi có lợi thế. Tăng cường quản lý, bảo vệ và phát triển rừng gắn với nhân rộng các mô hình sinh kế bền vững, tiếp tục xây dựng Ninh Thuận thành trung tâm tôm giống chất lượng cao của cả nước, phát triển nuôi biển công nghệ cao vùng nước sâu, đẩy mạnh cơ cấu lại nghề khai thác hải sản, khuyến khích phát triển khai thác hải sản vùng khơi theo hướng hiện đại gắn với chống khai thác IUU và bảo vệ giữ vững chủ quyền an ninh vùng biển. Thưa quý vị và các bạn, sau nhiều ngày nghỉ Tết, sáng nay, nhiều nông dân trên địa bàn tỉnh đã ra đồng đầu năm, bắt tay vào lao động sản xuất. Với người nông dân, ra đồng ngày đầu năm không chỉ là vì công việc mà còn mang theo những hy vọng cho một năm mới với những mùa vụ bội thu. Vườn măng tây xanh của gia đình bà Châu Thị Xéo ở xã Phước Hải, huyện Ninh Phước. Sau mấy ngày nghỉ Tết không thu hoạch, từ sáng sớm hôm nay, bà Xéo đã ra vườn để dọn dẹp, xới đất, làm cỏ. Bà Xéo cho biết, đây là thời điểm măng tây phát triển tốt nhất trong năm, nên bà con nông dân ai cũng tranh thủ chăm sóc để đáp ứng nguồn hàng cho các công ty. Sau một tuần nghỉ Tết, sáng nay thì bà con bắt đầu là ra vườn chăm sóc, rồi tỉa măng, rồi hái măng lại. Mùa đông xuân này là măng nhiều lắm, thì mai mốt đây nghỉ dưỡng xong rồi hái con nội luôn á, măng nhiều lắm. Còn tại vườn nho Ba Mọi ở xã Phước Thuận, huyện Ninh Phước, không chỉ tham quan những giàn nho triệu quả mà du khách đến vườn nho Ba Mọi sáng nay cũng được giới thiệu và trải nghiệm về cách chăm sóc cây nho. Tới đây chị cũng tham quan và thấy chú và mọi người nông dân ở đây chăm sóc vườn nho rất là chu đáo và công sức hơi nhiều. Tại vì chăm sóc từ nhỏ mà nó được thu hoạch như thế này. Dù bận rộn đón khách, nhưng ông Nguyễn Văn Mợi vẫn tranh thủ cắt lá tỉa cành cho các giàn nho, nhất là các giàn nho sắp thu hoạch để kịp cung cấp cho các siêu thị, cửa hàng. Thì ở đây hiện nay tôi cũng có một cái giống nho, ví dụ như số giống nho làm rượu vang thì đã chín rồi. Và sau Tết thì chúng tôi sẽ sản xuất rượu vang. Còn riêng một số nho ăn tươi thì chúng tôi có giống thì chúng tôi chuẩn bị cho 30 tháng 4 sắp đến. Từ ngày hôm nay mùng 4 Tết và bắt đầu là trở lại như ngày thường thì chị em cũng tham gia một số công việc. Thí dụ như tỉa trái nho rồi phủi trái nho rồi để cho chuẩn bị cho 30 tháng 4. Còn những cái giàn nho mà đã chuẩn bị chín thì cũng phải đi kiểm tra những trái bị thối, những trái nó không đạt những cái tiêu chuẩn thì chúng tôi sẽ hủy bỏ. Hương vị Tết vẫn còn phảng phất, nhưng đối với người nông dân, ra đồng đầu năm cũng quan trọng như xuất hành, mở hàng buôn bán. Bà con nông dân ai cũng đều kỳ vọng năm mới mưa thuận, gió hòa, mùa màng bội thu, giá cả ổn định. Thưa quý vị và các bạn, năm 2023, mặc dù ngành nông nghiệp phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, thách thức, thế nhưng ngành nông nghiệp vẫn đạt mức tăng trưởng 4,58%, đóng góp 28,5% GRDP của tỉnh. Sản phẩm nông nghiệp Ninh Thuận không chỉ hiện diện trong mỗi gia đình Việt khi Tết đến xuân về, mà còn vươn ra thị trường thế giới. Những nông sản đặc hữu tạo ra giá trị khác biệt không chỉ mang đến cho nông dân cuộc sống sung túc mà còn như mời gọi mọi người đến với vùng đất nắng gió Ninh Thuận. Cơ cấu lại ngành nông nghiệp được tỉnh triển khai bằng các giải pháp căn cơ khoa học. Bắt đầu từ cây lúa, ngành nông nghiệp đã quy hoạch lại vùng trồng chuyên canh, phát triển 33 mô hình cánh đồng lớn với diện tích 4.859 ha. Và kết quả thể hiện ngay trên đồng ruộng. Tổng diện tích lúa nước gieo trồng hàng năm toàn tỉnh Ninh Thuận ổn định khoảng 46.000 ha, diện tích không tăng nhưng sản lượng tăng bình quân 3% mỗi năm. Mỗi sào lúa nông dân có lợi nhuận từ 3,5 đến 4 triệu đồng. Sản phẩm lúa gạo dần trở thành chuỗi ngành hàng kinh tế. Cái đồng dùng áp dụng cho máy cắt máy đồ không thì nó giảm cái chi phí cho bà con. Hai nữa là không vụ mua đồ đây nó cũng không có đáng cỡ đâu, tại vụ mua mà. Thì bà con mình đã thấy vậy là phấn khởi rồi. Áp dụng khoa học kỹ thuật mạnh mẽ để khắc phục yếu tố thời tiết khắc nghiệt cho các loại cây trồng đặc hữu để xuất khẩu là hướng đi tạo dấu ấn của ngành nông nghiệp. Việc khuyến khích mở rộng liên kết giữa doanh nghiệp và nông dân mang lại lợi ích kép. Nông dân trồng măng thì làm giàu, doanh nghiệp thì tăng sản lượng để xuất khẩu. Theo cái tham khảo thị trường thì với khách hàng, những đơn hàng thì là cái dư địa măng tây của Ninh Thuận là khá lớn, một ngày có thể đi khoảng 3 đến 4 tấn. Năm 2023, tổng diện tích gieo trồng toàn tỉnh đạt trên 85.000 ha, diện tích không tăng nhưng giá trị sản xuất tăng 4,58%, nâng tổng giá trị toàn ngành đạt 13.678 tỷ đồng, đóng góp 28,5% GRDP của tỉnh. Áp dụng khoa học kỹ thuật liên kết chuỗi giá trị là mấu chốt, là động lực tăng trưởng bền vững của ngành nông nghiệp. Ngành nông nghiệp của tỉnh Ninh Thuận đã có những cái bước phát triển hết sức là ổn định và có chiều hướng phát triển rất tốt. Chúng tôi cũng đánh giá là ngành nông nghiệp của tỉnh 2023 là đã áp dụng nhiều hơn cái tiến bộ khoa học kỹ thuật vào các cái mô hình sản xuất có hiệu quả, và một cái điều đặc biệt hơn là những cái sản phẩm của ngành nông nghiệp đã thực hiện một cái liên doanh, liên kết với các doanh nghiệp, với các hợp tác xã, với hộ gia đình, xuyên suốt từ khâu sản xuất đến khâu chế biến và khâu tiêu thụ sản phẩm. Hệ thống thủy lợi dần hoàn thiện, nâng diện tích chủ động nước tưới trên 62%. Đặc trưng nắng, gió đã tạo ra các loại nông sản đặc thù và lợi thế để phát triển nông nghiệp công nghệ cao. Ninh Thuận có đến 12 sản phẩm đặc thù và 187 sản phẩm OCOP, trong đó có 30 sản phẩm OCOP đạt chuẩn 4 sao, thuộc tốp đầu của cả nước. Các chỉ số này khẳng định dư địa phát triển ngành nông nghiệp của tỉnh còn rất lớn. Chúng ta vào cái chuỗi phân phối của thế giới rồi. Chúng ta không thể khác được là chúng ta phải có những sản phẩm đáp ứng được cái yêu cầu thị trường của các quốc gia. Do vậy mà như tôi đã nói, trong toàn cái chuỗi đấy phải đáp ứng được tất cả các yêu cầu về an toàn thực phẩm, về chất lượng và các tiêu chí của các cái thị trường đang chờ đợi cái sản phẩm của chúng ta. Nhận diện đúng tiềm năng, lợi thế, đề ra chiến lược phát triển phù hợp, đồng thời ứng dụng mạnh mẽ khoa học kỹ thuật, cơ giới hóa vào canh tác, liên kết hình thành các chuỗi giá trị sản xuất theo nhu cầu của thị trường. Với cách làm này, buộc người nông dân phải thay đổi tư duy, lấy khoa học kỹ thuật để tăng giá trị thay vì mở rộng diện tích để tăng sản lượng. Chính những điều này đã đưa ngành nông nghiệp vượt qua thử thách, thể hiện rõ vai trò là bệ đỡ của nền kinh tế. Chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác. Tỉnh Ninh Thuận đang tập trung đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, hợp tác xã trên địa bàn, xây dựng kênh phân phối, mở rộng mạng lưới bán hàng, từng bước tham gia thị trường bán lẻ hiện đại và xuất khẩu những mặt hàng chủ lực. Đến nay, toàn tỉnh Ninh Thuận có hơn 300 sản phẩm của 92 đơn vị, trong đó 123 sản phẩm OCOP của 50 doanh nghiệp, cơ sở đã được hỗ trợ đưa lên sàn thương mại điện tử. Để mở rộng thị trường tiêu thụ cho sản phẩm địa phương, thời gian tới, Ninh Thuận sẽ triển khai các chương trình xúc tiến thương mại, đồng thời đưa ra những giải pháp để hỗ trợ, tiếp sức cho các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất, quảng bá sản phẩm, thương hiệu, xây dựng và hình thành chuỗi cung ứng hàng hóa bền vững, xúc tiến thương mại đối với sản phẩm nông sản đặc thù, sản phẩm OCOP, đẩy mạnh chuyển đổi số trong hoạt động xúc tiến thương mại, xây dựng hệ sinh thái xúc tiến thương mại số, làm cơ sở dữ liệu phục vụ công tác xúc tiến thương mại, quảng bá kết nối tiêu thụ sản phẩm trên cả nước thông qua các nền tảng số. Thưa quý vị và các bạn, trong sáng nay, mùng 4 Tết, các siêu thị, chợ truyền thống trên địa bàn tỉnh đã đồng loạt mở cửa phục vụ người dân. Đáng chú ý, mặc dù trong những ngày đầu năm mới, nhưng nguồn hàng khá đa dạng và phong phú, không có tình trạng tăng giá bất thường. Ghi nhận của phóng viên thời sự. Sau đợt nghỉ Tết, sáng nay chợ Phước Mỹ đã hoạt động trở lại. Các mặt hàng được bày bán chủ yếu là hàng tươi sống, rau, củ quả và trái cây. Chị Hoàng cũng đã tranh thủ mua các mặt hàng tươi sống để cúng đưa ông bà. Tôi thấy không khí chợ Phước Mỹ ngày hôm nay rất là nhộn nhịp. Bà con mua bán trao đổi hàng hóa rất là vui vẻ. Tôi cũng mong muốn là trong một năm thì bà con mua may bán đắt, gặp nhiều may mắn và sự bình an. Tuy là buổi chợ đầu tiên của năm mới, nhìn chung các mặt hàng tương đối đầy đủ, đáp ứng được nhu cầu mua sắm của người dân. Trong buổi sáng nay, các mặt hàng được người dân mua nhiều nhất là hoa tươi, rau xanh, trái cây, thịt, cá. Hôm nay là ngày mùng 4 nè, tháng Giêng nè, em khai trương nè. Em bán những mặt hàng tươi sống nào là mực, cá thu, cá bớp nè. Các anh chị đi chợ mở hàng mau mắn, nói bao nhiêu là mua bao nhiêu, không trả giá nè. Mấy anh chị rất là vui vẻ và đầu năm mới rất là hạnh phúc. Cũng trong sáng mùng 4 Tết, siêu thị Cắp Mắt Thanh Hà mở cửa trở lại. Trong ngày đầu tiên mở cửa, siêu thị chỉ bán đến 12 giờ trưa. Đến mùng 6 Tết, siêu thị Cắp Mắt Thanh Hà sẽ hoạt động bình thường. Mùng 4 là siêu thị đã mở cửa rồi. Mình tranh thủ tới đây mua ít rau, quả về ăn. Mấy mà ngày Tết thịt cá đã ngán rồi đó. Giờ mình đi tới đây tranh thủ mua các mặt hàng này, siêu thị đang mở cửa, đang tươi ngon nè. Nhờ các siêu thị, chợ truyền thống mở cửa sớm nên người dân đã không còn thói quen tích trữ hàng hóa. Trong dịp Tết này không có tình trạng thiếu hàng hoặc hàng hóa tăng giá bất hợp lý. Chúng tôi đã nhập hàng thực phẩm tươi sống để phục vụ bà con. Ngoài ra thì công tác bình ổn giá sau Tết thì chúng tôi vẫn thực hiện đầy đủ theo những cam kết là phục vụ bà con về những cái nhóm hàng lương thực thực phẩm, nhu yếu phẩm phục vụ bà con. Công tác nhân sự phục vụ sau Tết thì chúng tôi đã có kế hoạch từ trước Tết, thì đã vừa đảm bảo nhân sự phục vụ bà con sau Tết, vừa tạo điều kiện cho những cán bộ nhân viên có quê ở xa thì đảm bảo về quê ăn Tết sum họp bên gia đình. Nhìn chung giá cả các mặt hàng trong siêu thị và các chợ truyền thống đều bình ổn, lượng khách mua hàng trong ngày đầu tiên mở cửa chưa nhiều, nên các siêu thị, chợ truyền thống chỉ phục vụ người dân vào buổi sáng. Khác với không khí mua bán tấp nập hối hả những ngày cuối năm, trong ngày mùng 4 Tết, người mua, người bán đều rất vui vẻ, thoải mái. Năm 2023, tỉnh Ninh Thuận đã bố trí hơn 101,1 tỷ đồng, đầu tư 49 công trình hạ tầng thiết yếu như điện, đường, trường trạm, nhà sinh hoạt cộng đồng cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, đồng thời bố trí hơn 60,9 tỷ đồng cho phát triển giáo dục đào tạo nguồn nhân lực, hỗ trợ phát triển sản xuất nông lâm nghiệp bền vững. Ước đến cuối năm 2023, tỷ lệ hộ nghèo dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh còn 14,73%, giảm 3% so với năm 2022. Thu nhập bình quân của người dân tộc thiểu số là 32,4 triệu đồng mỗi người. Thời gian tới, tỉnh Ninh Thuận sẽ tiếp tục tập trung nguồn lực đầu tư để giải quyết cơ bản tình trạng thiếu nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt, sắp xếp bố trí ổn định dân cư, thực hiện đồng bộ kịp thời các chính sách an sinh xã hội, chính sách dân tộc, giảm nghèo bền vững, nhân rộng các mô hình sản xuất hiệu quả, bảo tồn phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc, xây dựng nếp sống văn minh, xóa bỏ các tập tục lạc hậu, không ngừng nâng cao dân trí, ý thức tự lực, tự cường của đồng bào dân tộc thiểu số. Phấn đấu đến năm 2025, giảm 50% xã thôn đặc biệt khó khăn, thu nhập bình quân đầu người tăng 2 lần so với năm 2020, giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân trên 3% một năm. Thưa quý vị và các bạn, năm 2023, một năm đầy khó khăn thách thức đối với đảng bộ, chính quyền, quân và dân Ninh Thuận. Một năm các dự báo tăng trưởng ban đầu đều vấp phải rào cản vì thiếu cơ chế chính sách. Đặc biệt, các cơ chế chính sách mới về giá điện gió, điện mặt trời chưa có. Cùng với đó, giá nguyên nhiên vật liệu, chi phí đầu vào tăng cao. Ba chương trình mục tiêu quốc gia chậm triển khai. Trong khó khăn chung đó, đầu tư công tiếp tục là điểm sáng và có những đóng góp quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội và tạo động lực cho tăng trưởng. Hẻm 150, đường 21 tháng 8, phường Phước Mỹ, thành phố Phan Rang-Tháp Chàm. Khu dân cư dọc tuyến kênh Trà Là ở khu phố 1, phường Mỹ Hải. Người dân sinh sống tại khu vực này là những người cảm nhận rõ nhất về hiệu quả mà dự án môi trường bền vững các thành phố Duyên Hải, tiểu dự án thành phố Phan Rang Tháp Chàm mang lại. Đường bê tông sạch sẽ, điện đường sáng suốt là coi như là bà con đón cái xuân này coi như là rất là phấn khởi. Được triển khai từ tháng 6 năm 2016 với tổng vốn đầu tư 97,9 triệu đô la Mỹ, đến nay tiến độ triển khai dự án đã đạt 82%, tiến độ giải ngân đạt 75%. Dự án đã hoàn thành 27 trên 47 gói thầu, 4 trên 13 gói xây lắp, đấu nối nước thải đạt 10.195 trên 15.500 vị trí đấu nối, đạt 65,7%. Đối với chủ đầu tư thì thường xuyên kiểm tra, đôn đốc. Đối với những cái gói thầu nào mà thấy tiến độ nó chưa đạt như kế hoạch thì là thường xuyên trao đổi với nhà thầu để có thể tăng mũi thi công nhằm mục tiêu là bù lại cái khối lượng mà đã thực hiện trong cái tháng trước mà chưa đảm bảo kế hoạch. Năm 2023, Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh được giao tổng số vốn 540 tỷ đồng để thực hiện 4 dự án giao thông. Mặc dù gặp nhiều vướng mắc về thủ tục bồi thường giải phóng mặt bằng, nhưng với nỗ lực khắc phục khó khăn của các nhà thầu, năm 2023, Ban Quản lý Dự án đã giải ngân đạt 100% kế hoạch vốn được giao. Yêu cầu các nhà thầu lên phương án tập trung huy động máy móc nhân lực, cần thiết là tăng cường tổ đội thi công là 3K 4 kíp để sớm hoàn thành công trình và cam kết chịu trách nhiệm về tiến độ giải ngân ngay từ đầu năm. Ngay từ đầu năm 2023, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã chỉ đạo các cấp, các ngành, chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ các dự án, trừ khâu chuẩn bị đầu tư, công tác giải phóng mặt bằng đến khâu thực hiện dự án. Tiếp tục duy trì 4 tổ công tác do chủ tịch và các phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh làm tổ trưởng, thành lập 12 tổ công tác để đôn đốc các địa phương chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công. Kết quả năm 2023, toàn tỉnh đã giải ngân vốn đầu tư công đạt 96,8%. Ngay sau khi mà Hội đồng Nhân dân tỉnh đã thông qua cái kế hoạch vốn 2024 thì Sở Kế hoạch Đầu tư tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh là giao vốn cho các cái chủ đầu tư để các chủ đầu tư có thời gian chuẩn bị để giải ngân ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm 2024, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị để mục đích là nhằm tuyên truyền vận động người dân thực hiện tốt cái công tác là đền bù, giải phóng mặt bằng. Hòa chung niềm vui đón chào mùa xuân mới với một khí thế mới, tỉnh Ninh Thuận quyết tâm tăng tốc giải ngân vốn đầu tư công ngay từ đầu năm 2024, từ đó đóng góp quan trọng cho tăng trưởng kinh tế, tạo lan tỏa, tăng năng lực của nền kinh tế, thu hút đầu tư cho phát triển, góp phần hoàn thành mục tiêu tăng trưởng GRDP năm 2024 đạt từ 11 đến 12%. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình thời sự 49 giờ 45 phút hôm nay đến đây tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Một lần nữa, kính chúc quý vị và các bạn năm mới sức khỏe, bình an, hạnh phúc.